mà em gọi đúng không? Không, thì em không bán điện thoại này, em nhận điện thoại thì em Đã em ơi, liều quá. 5 triệu 10 ngày. Đó có 1 triệu 3 ngày. Long hả? Ừ. Cho một tức sắc một xong. Xin nào ta? Nhỏ. Em lên có cái chị vô thì em mở riêng cái học tên đó. À chị biết rồi. Lá cây á. Lá cây à. Ok. Giữ căng thẳng đó mày, mấy triệu bạc đó mày. Mắc luôn cái gì. Không á. Con giữ cổ đó mà sao mắc. Chị Trang biết em giữ cổ luôn rồi Trang. Đâu quá. Thay vì người ta đeo vai em đeo giữ cổ thì. Đâu quá rồi em. Giữ cổ đâu. Chị em nở à, thôi ráng ráng lỡ rồi. Nặng cho nó sọc, cho nó sạch cục này ra thôi. Ông chịu hết nỗi rồi. Chị lo mày, thằng cô cũng mày. Hai người đều mày. Mình nhìn thiếu. Mà một đáng lì ấy ta. Bên ấy có lời. Đợi em xin. Em quẹo cổ lại em xin. Đó, như thế dễ nặng hơn nè. Ông hết sức chịu đựng rồi đó. Nóng nữa. Thì cái cục mụn đó nó thì là tức ghê. Thì tưởng giả sách kia. Tại vì cái bộ đồ này giống giả sách. Ôi trời. Nó hiện mang đôi dép xanh của chị nó mới hợp. Nó đi rồi à. Chị khui thôi mà ông cu này chờ ông cũng đau luôn rồi. Xíu quá rồi. Không gồng ở đây. Không biết tôi đang làm gì. Đừng bóp bể điện thoại em nghe. Dạ đấy chị. Hơn 11 một xíu là được rồi nha. Ráng đi, 5 phút nữa là xong rồi. Thiệt chưa. Ráng nghe, đau. Má nó lì. Chịu thi luôn. Lên chỗ cổ ôm đi cho ông đỡ đau. Biết training đỡ đau không? Thấy là đau hơn nó biết. Đau hơn không em? Không. Giờ đồng đau đau. Chỉ là thấm đau rồi.
Lì trăng. Đau không? Đau không? Ui ra rồi. Không ra được luôn nè. Bụng đáng lì hơn. Mà trước sau vậy em phải nặng. Đúng là lì hơn thiệt rồi. Nặng cục mụn mà tao tắt thở theo ông luôn. Dạ em gửi bỏ ông giấy cho. Đem theo cầm giấy em. Chị cho hai bạn 100 rất là xứng và gì gửi chị. Dạ chị em cảm ơn. Cho ổn là chị đó. Chị đó. Dạ. Ừ. Rồi chị cảm ơn đang nghe. À đâu á. Xuống lại. Phút này đó. Em nằm ngửa rồi vậy nặng cái cô ngực trái. Đau quá hả? Thôi ráng giờ. Ráng giờ chị đủ cái video đó. Chị ráng vì em thì em phải ráng vì chị chứ. Như đây mới hết được cái chỗ đang thui cái vỡ vai của em này. Đau nghe. Thiệt đấy. Tức ghê. Lì trăng. Lì thiệt. Ta đâu. Mà đang bay nến dễ rài. Chắc do người quay. Mì lì quá Phúc. Tao phải nặng cho ra mấy cục đen nữa cho tao tức quá. Đào ơi mày ráng đi. Con trai mạnh mẽ lên xí đi. Chị nói em hết mạnh mẽ luôn. Sụi rồi, sụi rồi. Giờ em có mẹ bấm hay gì quá. Mạnh mẽ rồi đó, bây giờ bấm hay nữa. Ôi trời, cục mụn to dễ ăn mà không gom. Dạ, à, 3 phút nữa. Phần sau quá là nghe, đừng thấy nhà mình chủ luôn nghe. Cho chị địa chỉ nhà đây. Có số điện thoại yêu cầu chúng tôi đổi nợ. Thôi đứng chữ là xui. Cái video nãy là cái đầu tiên là gì? Ừ, cái là lưng đầu tiên. Đã con vô nói còn vô. Còn bên ấy vừa nhỏ muốn vừa lì trăng. Thả chân luôn đi. Thấy có ai mà nặng mụn kiên trì như bọn chị không? Thì là đi tìm mụn. Cây này có nhưng mà nó lì quá thôi. Gần rồi nha, chuẩn bị.
Xong. Kinh năm còn nhéo thôi. Ra chị cục cho nên đang đang trước sau chị cũng phải ra.